Hello, xin chào các bác yêu xe đẹp. Hôm nay bên em lại lên sóng một con xe rất là hợp lý ạ. Trước mắt các bác đang là nội thất của con Mercedes E250 sản xuất 2011. Một con xe lúc mua mới chúng ta phải bỏ ra số tiền 2 tỷ rưỡi lên mới được trang bị nội thất rất là xịn sò này các bác cùng xem này. Từ da bọc ghế này, từ vân gỗ này, tất cả mọi thứ này rất là sang trọng này. Xe được trang bị rất là hiện đại. Đấy, bình thường ở chỗ này nó sẽ là cần số này. Đấy, bình thường chỗ này xe cần số nhá, xe bình thường. Nhưng mà này của em này, con mẹt này của em cần số trên vô lăng này. Rất là xịn sò ạ. Trang bị đầy đủ tất cả tính năng thông minh các bác ạ. Rất là đẹp này. Vô lăng mới này. Rồi là chỉnh ghế điện trên cánh cửa này. Không bị xước đồng hồ khi chúng ta đeo đồng hồ xịn sò nhá. Đấy, trang bị xịn sò nội thất đẹp như này mà giá chỉ có 385 triệu đồng thôi ạ. Sở hữu xe mẹc chưa bao giờ là hợp lý đến vậy. Các bác cùng chiêm ngưỡng nội thất của em nó này. Đẹp một cách dã man này. Và sau đây em sẽ mời các bác cùng ra bên ngoài để chiêm ngưỡng một vòng. Em quay chi tiết con Mercedes E250 sản xuất 2011 form mới này của em nhá. Xem có đủ chiều lòng những bác khó tính nhất không ạ. Giá tiền thì hợp lý phải chăng rồi. Nhưng mà chúng ta cùng đi một vòng để chiêm ngưỡng em nó xem có đủ làm chúng ta mê mẩn và siêu lòng không nhá. Đây ạ. Các bác ngắm nhìn đi ạ. Cái dáng của mẹc E thì thôi rồi ạ. Một cái dáng rất là chững chạc, nam tính, không bị chạch đi đâu một tí nào. Cái dáng đèn vuông này đến tận bây giờ nó vẫn đẹp. Em thích cái dáng đèn vuông này hơn đèn tròn các bác xem này. Cái dáng này E50 cái hồi đó chúng ta chỉ được ngắm trên đường thôi ạ. Nhưng mà nay cái giá trị của nó rất là hợp lý rồi. Quá là hợp lý để cho chúng ta sở hữu rồi. Các bác cùng chiêm ngưỡng này, một con xe biển VIP này. Đèn đóm của nó này. Các bác xem này, những cái giải đèn LED 100% này. Phát sáng như những vì sao ban đêm này. Đẹp dã man này. Và bên này cũng thế này. Những cái giải đèn này. Wow. Đúng là con xe đắt tiền. Cái giá trị cốt lõi các bác. Theo năm tháng nó còn nguyên, không bị mai mòn một tí gì. Đấy mới là đẳng cấp ạ. Và từ cái biển này, chủ xe bốc cái biển hơn 200 triệu này. Rất là VIP này. Đấy, và khoang cốp này. Các bác xem này, khi mở ra này, rộng rãi dã man, để đồ thoải mái, không bị chập một tí gì này. Mở dưới này ra các bác sẽ thấy một cái nút dự phòng này. Khi hết hơi các bác có thể bỏ ra để nắp nốt sơ cua để đi tạm đến chỗ vã xe thay lốp nhá. Đấy, đậy vào này. Rất là rộng rãi các bác ạ. Mẹt E thì nó là phân khúc hạng E rồi. Phân khúc hạng E thì thua mỗi hạng S thôi ạ. Nên nó rất là dài và rộng xe, không bị chật đâu ạ. Con này phân khúc hạng E chứ không phải là hạng D nhá. Các bác so sánh với em là Camry mới là hạng D. Mà con này của em là hạng E. Đấy, phân khúc gần như tiếp cận với cao cấp nhất rồi ạ. Đấy, các bác cùng xem này. Mẹc E trông nó rất là vuông vức và nam tính, không bị yểu điệu hay là yếu xe đâu ạ. Trông nó rất là khỏe xe. Đấy, cái dáng mẹc E theo năm tháng nó bền dáng lắm, không bị mai mòn hay là cũ mốt một tí gì. Đấy là giá trị của xe mẹc. Xe mẹc họ sản xuất không theo mốt như xe Hàn, xe Nhật. Nên các bác yên tâm, theo năm tháng xe mẹc nó giữ dáng lắm. Đấy, giá trị cốt lõi sử dụng của nó còn nguyên. Vì mua mới con xe này tận giá 2 tỷ rưỡi nên ai cũng giữ cả. Nên các bác yên tâm là chủ cũ không ai đi phá xe đâu, không ai chạy taxi đâu. Nên khi chúng ta mua lại dòng cũ xe này chúng ta không phải lo nhá. Mua cũ xe này chúng ta không phải lo là chủ cũ người ta không giữ đâu ạ. Đấy, chất lượng xe các bác yên tâm nhá. Đây này các bác xem này. Đèn còn mới tinh trong suốt này. Không bị lất vỡ hay là hao mòn xuống cấp này. Từ những cái logo mẹc này. Cái chỗ này các bác xem này. Còn sáng bóng này. Đẹp xuất sắc này. Đấy, từ những cái tem mác dán ở kính này các bác xem này. Lúc mới xuất xưởng dán như nào thì bây giờ vẫn còn nguyên như thế này. Tem mác của mẹc này. Đấy. Camera phanh khoảng cách này. Khi các bác đi cạnh xe phía trước, không kịp phanh ngủ gật, đạp gần xe phía trước là xe tự động phanh nhá. Đi gần xe phía trước mà không kịp phanh là xe này tự động phanh. Đấy, đi một con xe đắt tiền nó an toàn cho chủ nhân là vậy. Từ giá trị cốt lõi đến giá trị sử dụng, độ sang trọng, tất cả mọi thứ nó hoàn hảo hết. Tại vì nó đắt tiền nên nó mang lại chúng ta những cái mà chúng ta phải hài lòng nhất có thể các bác ạ. Các bác cùng xem này, một con xe biển VIP này. Cái dáng mẹc E này. Wow. Đi trên đường nó rất là đẹp ạ. Rất là cứng xe và trường xe. Không xấu hay xuống cấp một tí gì các bác nhá. Mọi thứ đều hoàn hảo và đẹp hết ạ. Đây này, xi nhan trên gương hình lưỡi rắn này. Thương hiệu đặc trưng của mẹc E này, được xi nhan trên gương này. Đấy, và đây này, những cái cánh cửa các bác cùng xem này. Được ốp gỗ với da này. Còn rất là mới này. Ba vị như ghế đầy đủ này, xịn sò này. Đấy, tất cả là auto lên xuống gương một chạm này, xịn sò hết này. Và cái ghế lái này, da của em là da nguyên zin theo xe, chưa bọc lại một tí gì.
Bác nào phát hiện da này của em là da bọc lại, em xin phép được tặng xe nhá. Đấy, để các bác yên tâm là bên Thảo Nhi bán xe da có thì nói đấy, chất lượng theo xe là bổ theo xe, mà bọc lại là bổ bọc lại nhá. Tất cả là nguyên zin nguyên bản hết các bác ạ. Đây này, đèn là đèn auto này. Đấy, và xe của em là chạy là 9 vạn này, các bác xem này. Một chủ chạy 9 vạn này, rất là giữ gìn này. Đấy, mới tinh tình này. Wow. Và xe em sẽ tắt máy đi và sẽ bật lên để các bác cùng xem này. Tất cả lỗi nung còn nguyên này, chưa ẩn bất cứ lỗi nào này. Và khi đè lỗ lên này, khi xe đè lỗ lên là không bất cứ có một lỗi gì trên màn hình. Để cho các bác ở xa không đến tận nơi được xem trên video này yên tâm, có thể để bên em ship vào nhá. Đấy, từ những cái da tắp ly này, tắp lô này, cái chỗ mà phơi nắng phơi mưa nhiều nhất này, dễ bị rách bong chóc nhất, nhưng của em còn nguyên zin bản hết. Từ những cái vân gỗ này còn mới tinh hình tình này, các bác cùng xem này. Từ những cái ốp điều hòa này, wow, từ những cái vân gỗ này còn sáng bóng này, nếu mà không giữ là xước ngay các bác ạ. Nhưng mà em xin thưa các bác, của em nó còn mới tinh hình tình. Từ những cái cần số trên vô lăng này, gạt tên là lùi này, các bác xem này, gạt tên là lùi này, xe đang mở cửa lên không cho gạt này. Đấy, về P mới cho gạt này. Đấy, và tiếp tục gạt xuống là tiến này, ấn vào về P này. Cần số trên vô lăng này chúng ta sử dụng rất là tiện, không phải kéo tay xuống để vào số các bác ạ. Và bên này này, lim cruise control này, cài là tốc độ mong muốn này. Và đây là cái cốp này, mở ra để đồ hai bên này, rất là rộng rãi này. Xem mẹc thì khỏi về chê rồi các bác ạ. Nó trang bị tận chân răng cho chúng ta rồi. Và trên này là cửa sổ trời, rất là rộng rãi. Và một chạm mở ra thôi ạ. Auto một chạm, tất cả bằng điện hết. Xịn xòa. Các xem này, em đóng một chạm hết ạ. Và mẹc e các bác để ý giúp em nhá. Nếu mà form cũ là không có cửa lóc như này đâu ạ. Chỉ có cần số trên vô lăng thôi, không có cửa lóc đâu. Nhưng của em là 212, form mới mới có cửa lóc nhá. Các bác tinh ý sẽ thấy nhá. Nhiều bác đi so sánh ạ. Nhưng đây của em là form 212. Rất ít con E250 trên Việt Nam có cửa sổ trên trời trên vô lăng. Vì đây là form cuối rồi ạ. Form cuối của E250 rồi. Đấy, từ những cái bọc trần này, các bác xem này. Thảm bọc trần này, trắng phau như da em bé này. Không có một tí gì ố vàng hay xuống cấp hay là nước vào này. Đấy là giá trị của xe bên Thảo Nhi tuyển về. Rất là mới và giữ gìn và kỹ ạ. Đẹp một cách xuất sắc ạ. Đấy, các bác cùng xem này. Tiếp tục em sẽ ra cánh cửa đằng sau này. Mời các bác cùng vào khoang nội thất phía sau xem nó có bị chật không ạ. Rất là rộng ạ. Mẹc e thì các bác yên tâm là khoang ngồi đằng sau rất là rộng và thoải mái, không bị chật đâu ạ. Vì mẹc e nó phân khúc hạng e rồi nên rộng rãi hơn Camry các bác ạ. Camry đã rộng rồi nhưng bọn này nó rộng hơn vì nó dài hơn xe ạ. Đây này, khi các bác mở cái tì tay này ra sẽ có một cái chỗ ngồi tiếp khách, tì tay uống nước rất là rộng rãi này. Và các bác cùng xem cái da của em này, nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy, còn mới như này thì các bác sẽ thấy là chủ xe giữ gìn như nào ạ. Và đương nhiên rồi ạ, xe được trang bị cửa gió điều hòa đằng sau đầy đủ hết. Đằng trước có cửa gió điều hòa rồi, đằng sau cũng có cửa gió điều hòa đầy đủ, không thiếu gì cả này. Đấy, và đây này, ở cột đằng sau cũng được trang bị cửa gió. Đấy, và đây này, móc treo đồ này, xịn xò đầy đủ hết này. Và đây này, các bác xem được cái trần này, có mới không ạ? Wow, trắng phau này, không có một vết ố hay xuống cấp hay nào vàng này. Đây thì các bác xem này, và đương nhiên rồi ạ, đèn xoay đầy đủ hết này. Được trang bị đến tận chân răng rồi các bác ạ. Không thiếu bất cứ thứ gì, xịn xò. Và dưới này là cái chỗ sạc điện thoại, bỏ ra có thể sạc điện thoại này. Và cái thảm bọc sàn này, wow, quá là mới ạ. Dưới này nè, các bác xem này, quá là đẹp này. Em chưa dọn rửa gì, xe này của em nguyên zin nguyên bản. Về phát em quay clip ngay, em chưa hề cho dọn rửa gì các bác nhá. Của em là nguyên zin nguyên bản hết ạ. Mua về như nào là quay lên sóng luôn các bác, để các bác xem chất lượng của con xe bên em mua về chưa dọn rửa nó sẽ như nào ạ. Đấy, và rèm cửa đầy đủ này, kéo lên sẽ có một cái rèm tránh nắng này, không bị ai làm phiền này. Và đây ạ, tiếp tục đằng sau có một cái rèm này, các bác có thể ngồi đằng trước ấn rèm này, bật rèm là đằng sau tự động rèm điện chạy lên này. Khi chúng ta kéo hai rèm cánh cửa lên và bật rèm đằng sau lên, các bác sẽ có một cái khoảng riêng tư đằng sau, không bị ai làm phiền. Đón bồ đi chơi yên tâm, không bị người ngoài nhòm ngó nhá. Đi xe sang nó thiết kế cho chúng ta đến tận chân răng là vậy ạ. Rất là thông minh các bác ạ. Trêu đùa vậy thôi nhưng con xe nó trang bị những cái rèm như này để cho chúng ta khi đi trời nắng không bị nắng dọi vào. Và đây này, các bác xem này, từ những cái cánh cửa này, vân gỗ này, các bác xem này, vân gỗ này và da này, các bác xem này, còn trắng phau này, nội thất kem của mẹ có rất là đẹp này. Đây, các bác xem này, tiếng đóng cửa của mẹ e nó rất là chắc chắn, không gầm thân vỏ dày, lên chiếc xe nó sẽ mang lại chúng ta cảm giác lái rất là an toàn ạ. Đấy, bước vào bên phụ các bác cùng xem này, từ những cái ghế da này còn căng mọng như da em bé, chưa hề có người ngồi vào này. Còn xem ạ, có chất lượng có giữ gì hay không ạ. Mà giá thành rất phải chăng, chỉ có 385 triệu đồng thôi. Hợp lý lắm rồi quý anh chị ạ.
đây này, con xem cái thảm để chân này, em quay này, cái thảm này, xung quanh sàn xe bọc này, nếu mà bị ngập nước là đánh bóng lại nào ngay, không có cái thảm này đâu ạ, nhưng của em là nguyên zin hết ạ. Từ những cái tem của nhà máy này, từ những cái bản đề này, các bác nhìn này, bản đề rất là to bản, nên là khung gầm đi con xe rất là chắc chắn, vì tất cả mọi thứ làm dày dặn lắm các bác ạ, không thể chê được đâu ạ. Đây này, cánh cửa cũng thế này, bốn cánh cửa đều mới như nhau, chất lượng con xe có giữ gìn hay không các bác cùng xem này. Vân gỗ này các bác nhìn này, sáng bóng xoay gương này, từ những cái chỉnh ghế điện này, trực ba vị nhớ ghế này, bên phụ cũng nhớ ghế ba vị trí, giá trị hơn 300 triệu thôi nhưng được trang bị đến tận chân răng các bác rồi, không thiếu bất cứ tính năng gì, có là một món hời các bác ạ. Nếu mà làm một con xe đẹp chất lượng thì đây là một món hời không thể bỏ qua các bác. Hàng tuyển chọn, hàng sưu tầm, bên Thảo Nhi đã sưu tầm về rồi thì các bác khỏi phải lo về chất lượng nhá. Giá thành phải chăng, xe chất lượng, các bác chỉ có ưng hay không thôi ạ. Ưng là điện ngay cho bên Thảo Nhi để chốt nhá. Giá rất là hợp lý rồi ạ. Chỉ có 385 triệu đồng các bác đã được sở hữu con Mercedes E250 sản xuất 2011 này của bên Thảo Nhi bán ra rồi nhá. Biển VIP chủ cũ là một người chất chơi, cũng là VIP luôn các bác ạ. Đấy, các bác cùng xem này, ngắm nhìn đi ạ. Ngắm nhìn giá trị của con xe chỉ có giá 385 triệu đồng thôi ạ. Đấy, và sau đây em sẽ mời các bác cùng vào khoang máy để ngắm nhìn khoang máy con xe này nhá. Con xe này của em là được trang bị máy là 1.8, đi xăng rất là tiết kiệm, xăng ăn chỉ có 5 đến 6 lít thôi ạ. Bác nào không tin có thể nhấc máy ngay xét trên mạng xem có đúng không, và có thể đến tận nơi cùng Thảo Nhi test con xe này xem có đúng xăng ăn chỉ có 5 đến 6 lít không nhá, trên 100 cây không nhá. Nó rất là tiết kiệm, làm cho chúng ta yên tâm là sử dụng con xe, giá thành hợp lý, xăng ăn tiết kiệm, chứ không phải là cái loại máy to tốn xăng mà chúng ta phải đắn đo suy nghĩ đâu. Đấy, và các bác cùng xem này, cái khoang máy này con xe em vừa mua về, khoang máy của bản nguyên, chưa rửa dọn dẹp gì. Đấy, nhưng em muốn quay cái chất lượng xe mua về mộc mạc như nào, để cho các bác yêu những con xe mộc mạc yên tâm là bên em à mua về xong lên sóng luôn, chủ cũ như nào nó giữ nguyên như vậy, để cho chúng ta yên tâm là xe chưa qua sở ba dọn dẹp về nhá. Đấy, các bác cùng xem này, zin từ những con ốc này, đấy, chưa hề lốt vặn này, đấy, nguyên zin nguyên bản hết. Chất lượng xe thì các bác khỏi lo, chỉ có ưng hay không thôi ạ. Ưng thì phải nhấc máy thật ngay, thật sớm để gọi cho Thảo Nhi để chốt con xe này nhá. Vậy em cũng xin được giới thiệu lại một lần cuối cùng, con xe này của em là Mercedes E250 sản xuất năm 2011. Bên em đang chào bán với giá là 385 triệu đồng. Bác nào ưng thì gọi ngay cho em số điện thoại là 077 403 9999. Vâng ạ, em xin chào các bác. Chúc các bác có một buổi tối xem video của em thật là vui vẻ bên gia đình nhá.